Alo. Rồi, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel. Chào mừng mọi người đã đến với một video chia sẻ về các thông tin đầu tư trên thị trường chứng khoán của mình. Rồi thì hôm nay chúng ta đã gặp nhau là sau khi kết thúc phiên giao dịch thứ năm ngày 21 tháng 12, một phiên đáo hạn phái sinh. Một phiên đấu hạng phái sinh tương đối là mình đánh giá là yên bình gì ha. Rồi thì nếu như nói về thùng về mặt kết quả thì chúng ta đã thấy với nhau là một kết quả tốt, một kết quả tích cực anh chị. Nhưng mà thị trường có một cái điều mà hơi nhạy cảm, mà ở đây nghĩa muốn chia sẻ để mọi người thận trọng hơn một tí thôi, tức là họ kêu là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh anh chị. Mình thì mình không có quan ngại về cái việc này, mình chỉ muốn chia sẻ để chúng ta cùng nhau thận trọng hơn một tí. Để ở đây những anh chị nhà đầu tư, mọi người nếu như đang tham gia trên thị trường thì mọi người có thể chậm lại một phiên để mọi người có thể quan sát các vấn đề này vậy ha. Rồi thì trước tiên thì chúng ta nhìn thị trường tí anh chị. Trước tiên thì chúng ta nhìn thị trường một tí thì chúng ta thấy phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường đóng cửa với một cái đáo hạn phái sinh tương đối tốt. Thì trong video này nghĩa sẽ không bàn quá nhiều về kịch bản của thị trường cũng phần nhận định của thị trường đâu. Mình sẽ không nói chi tiết vào phiên ngày mai thị trường sẽ như thế nào. Mình cũng không phân tích là cổ phiếu nào sẽ tiềm năng. Mà cái phần đó chắc là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào cái buổi livestream lúc 19h45 phút buổi tối ngày hôm nay. Đó, thì chúng ta sẽ bổ sẻ kỹ hơn về cái vấn đề của thị trường. Thì ở đây nghĩa cũng muốn nói, nghĩa cũng sẽ nói sơ qua một tí thôi anh chị. Thấy đó là chúng ta chỉ xét thông về mặt kỹ thuật anh chị ha. Chúng ta thấy là thị trường đang ở một cái nhịp sideways với biên dưới là 1088, biên trên là 1130, và đây đã là phiên thứ ba thị trường tăng điểm phục hồi. Và anh chị thấy là cứ mỗi phiên thị trường tăng điểm phục hồi một tí nó đánh khá là đẹp ở thời điểm hiện tại. Thì cái yếu tố bây giờ mà mọi người đang thấy, ngày hôm qua mình có chia sẻ với chị để ý đó là cái sự suy yếu về mặt dòng tiền. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay tiền tiếp tục suy yếu và chỉ có 12.200 tỷ, chỉ có 12.200 tỷ. Và chúng ta thấy là các nhóm ngành trong phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, thì cũng không có nhiều nhóm ngành nổi bật. Có một nhóm ngành mà thấy ngày hôm nay khá tích cực, đó là nhóm ngành thủy sản và vận tải biển, khi hai nhóm ngành này có được cái sắc xanh khá đồng thuận, đặc biệt là nhóm ngành thủy sản. Thì cái yếu tố vận động chính của thị trường thì phiên ngày hôm nay nó vẫn đang nằm ở trụ và có những cái diễn biến là mang cái tính chất đáo hạn phái sinh, cho nên có cái việc là vận động trụ để điều tiết điều phối thị trường. Em ta thấy là tiền đang ít anh chị, cho nên tiền nó phải chi phối vào trụ để giữ giữ số, để giữ nhịp, cho nên mình đánh giá thị trường tốt. Mình đánh giá là thị trường tốt và thị trường không có xấu, thị trường không có gì để xấu cả. Nếu như thị trường có quay trở lại điều chỉnh hay quay trở lại giảm thì nó chỉ là những cái nhịp quay trở lại test hỗ trợ bên dưới, test biên bên dưới thôi. Thị trường không có xấu, đó là cái điều mà thứ nhất mà Nghị chia sẻ với anh chị ha. Thì cái việc thứ hai đó là cũng quay trở lại câu chuyện gốc nãy giờ chúng ta nói chuyện với nhau là dòng tiền. Cái việc của dòng tiền nó suy yếu anh chị, thì dòng tiền đang mắc ở trên thị trường, tức là nhà đầu tư người ta mua và bán khá là dày dặn ở thời điểm hiện tại, dẫn tới việc là nó rất khó để lan tỏa sang các nhóm ngành khác. Cho nên bây giờ mà để gọi là đánh anh chị, để đánh thì chắc chắn tiền phải chọn lọc rất kỹ, tiền phải chọn lọc rất kỹ. Thì phiên ngày hôm nay chúng ta thấy một cái phiên kết phiên là thị trường tương đối tốt rồi, cho nên chúng ta có thể kỳ vọng về một cái cơ hội sắp tới anh chị, đó là thị trường có thể vượt được cái cản 1.106 này, vượt cản 1.106 này, và cái diễn biến này phải vượt, đó là vượt ngày mai và phiên thứ hai, là hai phiên quan trọng vậy, chính xác là 1.106.75, thì đều phải vượt qua được cái con số này. Thì qua tuần sau anh chị mới, mọi người mới bỏ không tránh một cái nhịp, một không tránh một cái phiên thị trường điều chỉnh, thậm chí sẽ là điều chỉnh tương đối mạnh về mặt điểm số, có thể khoảng đâu đó khoảng 10 điểm một phiên. Đó, thì chúng ta phải tránh được cái việc đó bằng việc là từ ngày mai và ngày mốt thì được phải vượt cái mốc 1.106.75. Thì cái lý do mà Nghĩa đang cảnh báo, Nghĩa đang cảm thấy là chúng ta thận trọng một ý như vậy, đó là vì phiên ngày hôm nay đã là ngày 21 tháng 12, thì ngày hôm nay anh chị đã thấy đó là có những cái thông tin bắt đầu là nói và nhắc khá là nhiều với nhau về việc KRX, đúng không cả nhà? Anh chị nhà tư, mọi người thấy là phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay đã có rất nhiều nhà tư người ta đã quan tâm với vấn đề KRX đó. Thì đây là cái thông tin mà Nghĩa nói anh chị chú ý trong cái thumbnail này, để là không chú ý một cái thông tin này
thông tin này cần phải chú ý, đó là các thông tin về câu chuyện Kari. Thì chúng ta đã biết theo các thông báo của từ phía ủy ban gì thì Kari sẽ go live vào ngày 25 tháng 12 sắp tới. Nhưng mà cái vấn đề của việc Kari go live thì mình có đánh giá với anh chị cũng thường xuyên chứ không phải là mới, đúng không? Nghĩa cũng có hay chia sẻ với cả nhà mình thường xuyên. Thì cái việc này là khả năng cao nó sẽ không áp dụng vào cuối năm này được, mà sớm sẽ phải là sang tháng 1 hoặc là có thể kéo dài hơn ở trong quý 1 đó, tại loại là sẽ phải lùi lại cái lịch. Thì cái việc này Nghĩa có đánh giá với anh chị rồi, thì vấn đề nó không xuất phát phải xuất phát từ việc là trì hoãn, mà đó vấn đề là hệ thống Kari truyền tải như thế nào, các công ty chứng khoán phải tải hệ thống ra sao, các hệ thống ngân hàng phải đáp ứng được các hệ thống thanh toán liên ngân hàng như thế nào. Nó là cả một cái hệ thống, mà trong đó một rừng trong đó, cho nên cái câu chuyện về Kari nó không phải là một sớm một muộn. Nhưng mà theo cái thông tin rumor vậy, theo cái thông tin rumor mà Nghĩa nắm được ở ngày hôm nay thì có những cái thông báo là Kari sẽ tiếp tục chạy thử nghiệm ở trong từ ngày 23 đến ngày 27 và liên tục test thử nghiệm. Thì điều này cái việc có thể là ngày 25 tháng 12 anh chị thì hàng là sẽ công bố go live. Nhưng mà thì theo thông tin rumor ngày mình đang nắm thì sẽ còn thử nghiệm, có nghĩa là sẽ không có thông báo, không có go live. Mà không có go live thì thật ra nhà đầu tư người ta cũng biết, người ta cũng đã cảm thấy được, đó là đa số anh chị cũng đã nắm bắt được là chắc chắn sẽ chưa. Nhưng mà ở ngoài kia vẫn có một vài nhà đầu tư người ta vẫn chưa đón nhận cái thông tin này. Thì bây giờ chúng ta thấy cái nhóm chứng khoán vậy. Cái nhóm chứng khoán là cái nhóm mà cái nhóm chứng khoán là cái nhóm tội đồ của thị trường ở phiên ngày 7 tháng 12, đúng không? Thì cái thông tin về Kari sẽ lùi á. Đó, cái thông tin thời điểm đó cũng là một đồn đoán của một bài viết cá nhân nào đó. Thì khi có thông tin đó ra vậy thì cái nhóm chứng khoán bị bán mạnh và các chỉ số cũng giảm. Thì đây là cái tội đồ của thị trường. Thì chúng ta thấy là từ cái thời gian đó tới bây giờ thì nhóm chứng khoán gần như là chỉ đang tích lũy cân bằng trở lại, chứ không có quay trở lại tăng ngay. Thì bây giờ có một cái rủi ro chị, đó là ngày 25 tháng 12 tức là thứ hai tuần sau á, thì chúng ta chỉ giao dịch ngày mai, sau đó chúng ta nghỉ hai ngày thứ bảy chủ nhật là ngày 23 và ngày 24, thì đến ngày 25 chúng ta sẽ có câu chuyện là đến hàng go live. Thì khả năng cao sẽ có một cái thông báo vậy, phải có thông báo là từ phía ủy ban, người ta thông báo là Kari sẽ lùi lịch hoặc là như này như kia như vậy. Tại vì nếu như mà Kari chạy á, thì chắc chắn các cổ phiếu của nhóm chứng khoán bây giờ nó phải ở đâu tích mù rồi chứ không phải ở giá hiện tại. Các cổ phiếu nhóm chứng khoán phải ở tích mù chứ không phải giá hiện tại, và nhóm chứng khoán chỉ số này thậm chí nó phải vượt đỉnh hoặc là về đỉnh lịch sử rồi. Cho nên là khả năng cao mình đánh giá sẽ có cái thông tin gì đó, có cái thông tin gì đó liên quan tới việc là công bố Kari sẽ dời lịch này từ phía ủy ban, đại loại là đại khái như vậy. Thì đánh giá về mặt thông tin đó có thể sẽ là một cái thông tin phản ứng tương đối là không tốt về mặt tâm lý của nhà đầu tư. Cho nên Nghĩa dự đoán có thể là sang thứ hai thì nhóm chứng sẽ có những cái lực bán, nhóm chứng khoán sẽ có những cái lực bán ngược của nhà đầu tư. Nhóm chứng khoán sẽ có cái lực bán ngược. Vậy sẽ có lực bán ngược. Và cái việc này mà nếu như bán mà quá dài vậy thì xét về cái sự vận động này chị, thì có thể đó sẽ là một cái phiên rũ bỏ. Đó sẽ là còn một cái phiên rũ bỏ trở lại. Mà nếu như chứng khoán mà làm một cái phiên rũ bỏ trở lại kiểu đó vậy thì nhóm chứng sẽ quay trở lại phải tích lũy thêm khoảng một tuần nữa, tức là tuần sau và qua Tết Dương thì nhóm chứng mới bắt đầu quay trở lại một cái nhịp tăng. Như vậy chứng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Được chưa anh chị? Cho nên để giải quyết cái vấn đề này á, thì ngày mai phiên giao dịch ngày mai chúng ta cần nhóm chứng khoán phải chạy. Phiên giao dịch ngày mai chúng ta cần nhóm chứng khoán phải chạy đâu đó phải bèo khoảng 2-3%. Nhóm chứng phải chạy khoảng bèo đến 2-3%. Để gì? Để nó quay trở lại các cái vị thế. Quay trở lại các vị thế biên trên. Và nó tạo ra được các cái sự tích cực cho cổ phiếu. Thì nếu như mà giả sử như phiên thứ hai mà không có sự thuận lợi, tức là mặt thông tin nó công bố mà gì đấy, thì cổ phiếu có bị bán gì thì có thể nó sẽ chỉ quay lại cái nền này. Tức là tăng lên.
sau đó có sự bán ngược rũ bỏ thì có thể cổ phiếu sẽ quay trở lại giảm 3%. Ví dụ như bán gắt thì có thể giảm 3%, hoặc là cổ phiếu mà bán ác chiến hơn có thể cổ phiếu sẽ lăn ra nằm sàn một phiên rồi sẽ quay trở lại cân bằng. Cho nên mình cần cái việc đó là các cổ phiếu của nhóm chứng ngày mai tăng điểm gì để nó giữ được cái nhịp này, giữ được cái vị thế của cổ phiếu. Ok anh chị ha, đó là cái điều. Còn nếu như xét về cái rủi ro này anh chị, thì là nếu như mà dòng chứng, nếu mà dòng chứng mà bị bán ở cái phiên thứ hai tuần tới, bán cái phiên thứ hai tuần tới thì thị trường có vấn đề gì không, thì đánh giá chắc chắn dòng chứng nó sẽ lan tỏa cái hiệu ứng bán lên thị trường. Nhưng mà cái giai đoạn này anh chị, thì cái thị trường mà nếu như bán thì chỉ là một cái nhịp điều chỉnh, một cái nhịp điều chỉnh để quay trở lại retest lại cái biên dưới 1088. Thế nên vì sao người nói là từ hiện tại thị trường có thể có một phiên giảm điểm khoảng 10 điểm, có thể có một phiên giảm khoảng 10 điểm kiểu như vậy. Và mình đang có cảm giác nó có thể nó sẽ diễn ra vào phiên thứ hai. Cái này là không phải là phân tích kỹ thuật nữa, cái này chỉ là đang phân tích dựa trên mặt vận động về thông tin và dòng chảy của thị trường thôi anh chị. Cái này không đưa cái yếu tố khoa học vào, cho nên đây là một cái cảnh báo của mình. Mình có một cái dự cảm nó không được thuận lợi mọi khi thì anh chị sẽ thấy nghĩa ở một cái phân tích góc nhìn khác. Nhưng mà trong cái video này thì mình phải chia sẻ là mình có cái dự cảm là không được tốt ở phiên thứ hai sắp tới, có thể sẽ có một cái nhịp rũ bỏ. Cho nên với anh chị nhà tư phiên giao dịch ngày mai á, phiên ngày mai anh chị, mà nếu như cổ phiếu hoặc là thị trường có tăng điểm thì mọi người cứ hạ tỷ đồng cho nghĩa, vậy hạ cho mình khoảng 1/3 thôi, vậy không hạ nhiều. Và đặc biệt các cổ phiếu của nhóm chứng mà nếu như ngày mai tăng á, thì anh chị cũng có thể chốt lại 1/1 vào túi. Sau đó chúng ta sẽ quan sát thứ hai. Nếu thứ hai mà thật sự là một cái diễn biến như mình vừa đề cập là một cái diễn biến không thuận lợi, có thể có một cái nhịp rũ bỏ diễn ra, ép bán trở lại sau so với phản ứng về mặt tin tức, thì có thể đó sẽ là cái cổ phiên tạo trở lại các điểm mua cho anh chị nhà đầu tư của mình, tạo lại điểm mua, tạo lại điểm mua anh chị, được chưa? Đó là cái phiên tạo lại điểm mua. Cho nên chúng ta phải có tiền. Cái giai đoạn này chúng ta phải có tiền. Thì đến phiên đó nếu như mà có lực bán thì chúng ta sẽ nhảy vào, chúng ta tham gia, chúng ta mua. Cho nên phiên ngày mai mọi người hạn chế việc mua cho mình. Mà phiên ngày mai có thể sẽ chúng ta thu mình để chúng ta cầm tiền chờ đợi một tí. Ngược lại nếu như mà thị trường vẫn vận động êm đềm, không có chuyện gì cả đúng không? Nếu như mà thị trường vận động êm đềm, không có chuyện gì cả, thì chúng ta cũng có thể chỉ là canh sẽ tiếp tục chờ đợi cái biên trang của cổ phiếu. Nói chung là cái giai đoạn này khi thị trường sẽ quay thì cổ phiếu cũng khó vượt đỉnh ngay, cho nên kiểu gì tăng tới ta không phản ứng, không nhịp điều chỉnh về mặt tin tức thì có thể lên tới gáy sẽ có cái nhịp điều chỉnh trở lại, ngay cái tới đó mình sẽ bán nha, cứ tới đó mình sẽ bán chốt lại 1/1 bỏ túi, kế hoạch sẽ là như vậy. Như vậy còn sau đó chúng ta chờ đợi cái nhịp điều chỉnh trở lại, chúng ta mua ở bên dưới không sao cả. Và anh chị yên tâm là thị trường này cổ phiếu cũng không thể chạy ngay được. Anh chị thấy là đã là 3 phiên thị trường vận động khá là lẹt đẹt. Mỗi phiên thị trường tăng điểm nhẹ, cổ phiếu cũng chỉ tăng được nhẹ khoảng 1%, cổ phiếu nào phải thì là 2%. Cho nên chúng ta không vội vàng ở cái thời điểm này. Giờ này anh chị mọi người chú ý cho nghĩa các phiên thứ hai tuần sau á, đây là sự chú ý cho phiên tuần sau. Mà muốn đề phòng được cái việc đó thì phiên ngày mai anh chị phải có kế hoạch mua bán cụ thể. Là ngày mai mọi người hạn chế việc mua lại cho mình. Nha, ngày mai hạn chế việc mua. Anh chị nào mà danh mục đang nhiều tiền dưới á, thì mọi người có thể canh hạ tỷ trọng để mọi người thu lại cái tiền ngược cái sức mua cho cái phiên thứ hai nếu như có biến. Ok cả nhà ha, thị trường này không xấu nha, nghe nói lại nếu như mà có biến gì đấy thì nó chỉ là những cái phản ứng về mặt tin tức và thị trường về mặt kỹ thuật, thì đó là một cái trạng thái quay trở lại retest cái biên dưới, quay trở lại retest cái biên ở dưới để chúng ta có thể có đi tạo điểm mua trở lại thôi. Và mình tin là với diễn biến này thì mình đánh giá là sau Noel gì, sau Noel thị trường sẽ bắt đầu gần như là tích cực và quay trở lại một cái nhịp tăng. Có thể sẽ có một cái phiên kiểu như thế này. Có thể là trong quá trình này sẽ có một cái phiên kiểu như thế này. Một cây nấy nha, một cái phiên tăng sẽ đó có một phiên bán ngược chẳng hạn, kiểu như vậy. Ok anh chị ha. Thì đó sẽ là cái phiên tạo điểm mua nha. Mà muốn tạo điểm mua thì phải có tiền, phải chuẩn bị tiền cho mình. Rồi, chúng ta sẽ dừng lại tại đây thôi. Video này Nghĩa đánh giá chính xác các thông tin mà Nghĩa muốn chia sẻ là như vậy. Chứ Nghĩa không có tập trung phân tích về thị trường, phân tích kịch bản cho ngày mai, thị trường sẽ tăng tới đâu, rồi điểm số ra sao bao nhiêu như thế nào. Và việc đó chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi livestream tối ngày hôm nay lúc 19:45 vậy ha. Rồi mọi người trước khi kết thúc video thì nhớ dừng lại cho Nghĩa một cái lượt like. Anh chị nhà đầu tư mà mọi người đang tìm kiếm một người đồng hành trên thị trường, một người hỗ trợ anh chị về danh mục, về cổ phiếu, về phương án đầu tư,
thì mọi người có thể liên hệ với Nghĩa. Anh chị có thể mở mới một cái tài khoản tại VPS nếu anh chị đã và đang giao dịch tại các công ty chứng khoán khác thì vì đang giao dịch đồng hành cùng với nhau. Còn nếu như mọi người đã có tài khoản tại VPS thì anh chị có thể chuyển về ID của mình là 3298 thì Nghĩa cũng sẽ là một cộng sự cùng với anh chị chinh phục cái giai đoạn thị trường là khó khăn không thuận lợi như thế này, khó giao dịch vậy ha, phải có đối sách, phải có chiến lược. Rồi, bye bye cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại.